Hello, xin chào các bạn ơi. Hôm nay mình đang đứng ở Hà Nội. Cái quán bên kia tên là Phở Hà Nội. Không, mình chưa bao giờ ăn phở ở cái quán này hết. Cái quán này nó nằm ở cái thành phố Cupertino, gần trường học của thằng con á. Hôm nay mình cũng phải chở nó đi học. Bây giờ là 6 giờ tối rồi. Thì mình lang thang ngoài đường vài tiếng rồi cái trở lại trường rước nó đi học về. Hôm nào mình có chất đường trong cơ thể tốt quá, có thể mình qua đây mình ăn ăn phở. Mình đã nhớ không nhớ ăn quán phở Hà Nội ở San Jose chưa ta? Đây có một quán ở trên Việt Thao, lưới là Sài Gòn có một quán. Mình đi bộ vòng vòng ở đây vậy đó. Bây giờ mình lang thang đi bộ về về trường học cũng khoảng 1 km à. Đậu xe ở đó. Về đêm bên đây ngộ ha. Ngoài đường thì xe chạy rào rào chứ ít có ai mà đi lang thang giống mình. Mình đi tập thể dục luôn. Những cái thành phố mà như Las Vegas hay là New York thì downtown rồi đó thì nó mới giờ tối này người ta mới có đi đông, còn bây giờ đây đây mấy cái thành phố này vắng vẻ à. Trở lại mấy trường xưa. Như mình nói nhiều lần là hồi xưa học cái trường này lúc mới qua Mỹ đầu năm 79 vào đây đăng ký sau cái mùa fall, mùa thu đó. Đây nó dạy 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi một mùa là khoảng 2 tháng rưỡi, có mùa hè là học có chừng 3 tuần nè, có 1 tháng nè, hai mấy bên tháng rưỡi xong thân lại đó, còn mấy cái khóa khác thì là 2 tháng rưỡi, gọi là quarter, quarter là 1/4 của năm. Trường này học mình học thời gian bỏ đi lính, học không nổi bỏ đi lính tại vì không có căn bản học. Việt Nam hồi năm 75 là mình học lớp 7 nghỉ rồi. Qua đây là 17 tuổi rồi nên không có nhảy vô trong trung học học nổi nữa. Nhảy vô trong trường này. Ok, bây giờ mình đi kiếm chỗ toilet này cái rồi mình đi ra xe nằm. Mình mỗi lần đi vòng vòng trong trường á nhiều cái kỷ niệm xưa thì sợ luôn lúc đó. Trở măng 17, 18, 17 bước qua 18 tuổi. Rất nhiều hy vọng tương lai vừa được qua Mỹ nữa. Cứ mỗi lần đi những cái building nào, những cái lối đi nào của trường học này đó, gợi lại những kỷ niệm xưa. Thấm thoát bây giờ 40 mấy năm, mình thành ông già 62 tuổi, quá chừng. Cái lối vào này là con đường mình đi nhiều nhất nè. Thường thường đậu đậu xe ngoài sau lưng mình hồi đó đi học á, hay là đi xe bus đến hay là đi vào con đường này. Đây là những cái lớp học nè, nhiều ban đêm thì vắng, mà nói lại lúc này trường học ít học sinh vào trường lắm, có vài lớp nó cần học sinh có mặt có không thôi, nó học trên trên mạng không à. Hồi trước đó là cái cafeteria, cafeteria đó. Hồi đó cũng ít ăn ở trong đây lắm, chỉ thứ sáu à, thứ mỗi lần thứ sáu ăn một lần. Nhớ hồi đó thích ăn cái gọi là fish and chip, chứ còn ngày thường không có tiền đâu ăn nhiều. Bằng đêm vắng ha. Bây giờ mình đi tìm cái toilet. Trong cafeteria có mà nhớ không quên đâu nó nằm ở đâu. Con nó học ở đây nhất nên khóa 2 khóa nữa nó mới đổi thành trường khác. Thì nó học nó đổi ngành đó, nó trước nó học về kinh doanh, cái business đổi qua về art, art là gì? Là về
về kỹ mỹ thuật. Và đây là cái trung tâm của trường, có cái bồng binh và có cái thư viện ngoài trước. Bên đây là cái phòng cái chính trị, administration. 7 giờ thì thư viện đóng cửa rồi. Giờ mình còn chừng có 20 phút nữa. Oh, trong cái thư viện có cái toilet, đúng rồi. Bồng binh. À, hồi xưa ở Sài Gòn mình nhớ người ta hay nói ngã tư bồng binh. Mình chỉ sau này mình về một lần thì mình biết cái bồng binh ở chợ Bến Thành đó, đứng ở đó nhìn xe chạy chung quanh chung quanh. Ok, thôi mình đi vô toilet cái là đi ra xe. Còn tới 2 tiếng đồng hồ nó biết làm cái gì, ngồi đây kiếm chuyện gì tán dóc cho các bạn đây. Giờ ngồi đây coi phim cũng được nha. Nhưng mà đây có free wifi. Để coi nó nhanh không. Mình nhớ cũng khá nhanh. Bữa nay mùng mấy rồi ta? Nhân mùng trái chiếu gì nữa hết rồi. Rồi, log in. Chậm quá vậy. Bữa nay là nghe thấy tin tức nói bà con từ Trung Bắc thì đổ xô, miền Tây thì đổ xô về Sài Gòn quá trời. Tết về khoảng 10 ngày ha. 10 ngày là cũng khá nhiều rồi chứ. Đối với mình ăn Tết 2 ngày. Ngày mùng 1 ăn bánh tét, ngày mùng 2 ăn bánh chưng xong. Coi tin tức có gì lạ không? Có ai bị bắt, có ai bị tù tội gì không? Mấy nay nã súng bắn chết tùm lum la, chán thiệt. Nào là cái hôm giao thừa đó, ở dưới Los Angeles cũng ông Việt Nam nã chết người ta mấy 11 người thì phải. Xong rồi đến sáng hôm sau tìm được ổng tự tử. Còn ở sân gần mình ở Hóc Môn B thì ông đó người Tàu bắn vài người, mấy người đó quên mất rồi. Chiến tranh bên Ukraine hồi còn tháng nữa là 11 tháng rồi. Wow, thế nhớ là như là 24 tây 26 tây tháng 2 gì năm ngoái tấn công vô. Tính là mình tưởng là tuần 2 tuần xong, ai ngờ kéo dài tới 1 năm trời. Bây giờ Mỹ cho xe tăng thì luôn, tôi không biết chiến tranh tới giờ nào mới xong. Chiến tranh nó chỉ im khi nào thằng Putin nó chịu ngưng thôi, không coi là nó bị đảo chính làm sao nhé. Hết mùa football rồi, hôm qua coi đội nhà cầu thủ chính bị thương xong coi như là thua rồi, quýnh lại. Rồi cho thằng cầu thủ, thằng thảy banh phụ vô gãy tay nữa, té xuống đập cái đầu. Bị concussion, nó không cho chơi nữa, cuối cùng thôi. Bây giờ chỉ có 2 tuần nữa thì có Super Bowl là cái trận chung kết, không biết mình còn hứng thú mình coi không. Đội nhà 2 năm rồi vô được bán kết, cuối cùng lại xui quá, năm nay xui quá, bị thương á. Việt Nam thì chỉ có bóng đá thôi hả? Nào là Asia Cup, World Cup, Euro Cup nữa. Ủa giờ nãy giờ mình tập được nhiêu rồi ta? Trời ơi, còn tới 100 calorie nữa. Đạt quá. Đi không nổi.
Nó có cái chat GPT đó, công nhận cái đó hay thiệt, mà người ta nói cái đó cũng lợi hại lắm. Cũng chính cái thằng chủ sếp của Tesla nó bỏ tiền vô, nó invest vào cái công ty đó. Công ty nó gọi là Open AI, nghĩa là nó chế tạo những cái sự thông minh robot. Không biết dịch ra tiếng gì sao ta, Artificial Intelligence. Để coi dịch ra sao. Trí tuệ nhân tạo. Ngày xưa mình có cái từ tỷ hồi qua đó, có cái từ điển nhỏ bỏ túi, cái mình cứ học tiếng Anh là cái mình vậy đó. Bây giờ thì quá tiện luôn, nhưng mà mình học không còn, trí tuệ không còn tốt. Học tiếng Nhật mấy năm rồi không biết nói. Nhưng mà tiếng Nhật nó viết cái chữ kanji với lại hiragana là đó, mình thuộc không thuộc, học ngoại không thuộc. Bữa nay mày cho trúng số độc đắc 600 triệu, không bao giờ trúng nổi được. Được trúng cái giải thứ nhì là được 4 triệu là cũng sống đã rồi. Giải thứ ba thì có 20 ngàn, giải thứ tư 300. Mà thường thường mình trúng 5 đồng 10 đồng con mà giải chán quá. Bữa nay 30 tây rồi, còn có ngày nữa là hết tháng 1. Wow, nhanh thiệt. Còn 11 tháng nữa ta bước sang 2024. Thời gian nó đi nhanh quá trời luôn. Thổ nào mình là sinh viên ngồi cái trường này, bây giờ chở thằng con vô học thế hệ 2. Mình là cưới vợ trễ đó, cho nên lúc mình 39, 40 tuổi mới sinh con. Cho nên bây giờ 62 tuổi con nó mới có 20. Chứ thôi mấy đứa cháu lớn của mình nó tới 40 mấy tuổi đó, mình babysit nó đó. Công nhận nó đã có 2 đứa con rồi, mình được làm lên chức ông. Không mà 62 tuổi là làm ông là cũng đúng rồi đúng không? Nhiều người ở Việt Nam khoảng 40 mấy tuổi, 45 tuổi là làm ông nội bà ngoại là có rồi. 18 tuổi đẻ con rồi, con nó 18 tuổi nó đẻ con là nóng nổi ngoại liền gì đâu. Nhớ hồi đó mình mới qua Mỹ có đi làm đó, có con mẹ đó, nó nhìn nó cũng cái mặt nó cũng xinh lắm, nhưng mà trời ơi chỉ mới có 30 mấy tuổi à, mà chỉ là bà ngoại đây. Hồi 14 tuổi là đã có con rồi, con của chị cũng 14, 15 tuổi đó có con, cho nên làm bà ngoại nhanh dễ sợ luôn. Lãng nhám ba chuyện gì chán ta. Đây có tin tức có gì lạ nữa không? Mùa đông vẫn còn. Rồi nói về chính trị thì chán lắm, mong dẹp qua bên. Dạ, chính trị chán lắm. Lúc này mình cũng có cái chat GPT này, lâu lâu mình muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam đó, mình cũng đọc còn thấy cũng hiểu rõ lắm, hiểu rõ hồi thời nước Việt Nam mình là cái nước khốn nạn từ bao nhiêu ngàn năm, Trung Quốc đã đô hộ xong rồi tướng Tây nhờ Thế chiến thứ hai tan vỡ, tụi Tây nó mới thiếu chức, rồi lúc đó
Việt Minh nó mạnh, nó tấn vô nó này, này nó làm cho Pháp phải thua. Nhưng mà lúc đó thì bên đồng minh bên Mỹ, Pháp dường như thì không chịu cho để Việt Nam thành nước cộng sản, cho nên phải chia Việt Nam làm hai luôn, rồi đem ông Ngô Đình Diệm về làm tổng thống. Cuối cùng chiến tranh Việt Nam được hai mươi mấy năm, Mỹ thì quyết định nó không thèm ủng hộ nữa, dập rút ra năm 73 thì thôi, cho xong rồi, coi như 75 hai năm là xong, nước miền Nam là tiêu tùng rồi, quýnh hùng theo lại đó, thế là xong. 75 cho tới bây giờ cũng còn 2 năm nữa là thành năm, bây giờ năm là 4 mấy năm nữa, 48 năm rồi ha. Quá chừng Black. Chiến tranh thế giới không bao giờ không ngừng, ở đâu cũng lúc nào cũng có chiến tranh. Từ thổi mà bà con từ trong hang chung ra là bắt đầu quýnh nhau rồi. Bây giờ mình hay học tìm hiểu nhiều cái lắm, bây giờ chỉ còn sốc được có mấy chục năm nữa mà thích học hỏi tìm hiểu nhất, tại vì cũng thấy tiện đó, có internet rồi coi thấy vui. But anyway, nghỉ mệt chút rồi đi ra xe nằm ngủ khoảng tiếng đồng hồ cái chứ ngồi đây cũng chán quá. Thôi mình làm cái video ngắn này mình tám giác, mà có gì vui chia sẻ tiếp, không thôi thì mình chắc chúc các bạn ngày mới vui vẻ.